Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình tuyên truyền pháp luật của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe các chương tiếp theo của luật hôn nhân và gia đình. Mục 2. Xác định cha, mẹ, con Điều 88. Xác định cha, mẹ 1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng. 2. Trong trường hợp cha mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được tòa án xác định. Điều 89, xác định con. 1. Người không được nhận là cha mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó là con mình. 2. Người được nhận là cha mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó không phải là con mình. Điều 90. Quyền nhận cha mẹ. 1. Con có quyền nhận cha mẹ của mình kể cả trong trường hợp cha mẹ đã chết. 2. Con đã thành niên nhận cha không cần phải có sự đồng ý của mẹ, nhận mẹ không cần phải có sự đồng ý của cha. Điều 91 quyền nhận con. Một, cha mẹ có quyền nhận con kể cả trong trường hợp con đã chết. Hai, trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia. Điều 92, xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu chết. Trong trường hợp người có yêu cầu về xác định cha mẹ con mà người có yêu cầu chết thì người thân thích của người này có quyền yêu cầu tòa án xác định cha mẹ con cho người yêu cầu đã chết. Điều 93. Xác định cha mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 1. Trong trường hợp người vợ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì việc xác định cha mẹ được áp dụng theo quy định tại điều 88 của luật này. 2. Trong trường hợp người phụ nữ sống độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì người phụ nữ đó là mẹ của con được sinh ra. 3. Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra. 4. Việc xác định cha mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được áp dụng theo quy định tại điều 94 của luật này. Điều 94 xác định cha mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra. Điều 95. Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 1. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. 2. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ điều kiện, khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. B. Vợ chồng đang không có con chung. C. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Ba, người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây. A là người thân thích cùng họ hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ. B. đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần. C. ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ. D. yêu cầu người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng. D. đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. 4 Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 5. Chính phủ quy định chi tiết về điều này. Điều 96. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 1. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng người mang thai hộ, sau đây được gọi là bên nhờ mang thai hộ và vợ chồng người mang thai hộ, sau đây gọi là bên mang thai hộ và phải có các nội dung cơ bản sau đây: Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên quan quy định tại điều 95 của luật này. Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại điều 97 và điều 98 của luật này. Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa, hỗ trợ để đảm bảo sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền nghĩa vụ khác có liên quan trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận hai thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng, việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý. Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này. Điều 97 Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 1. Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc nuôi dưỡng con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ, phải giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. 2. Người mang thai hộ phải tuân thủ quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường dị tật của bào thai theo quy định của Bộ Y tế. 3. Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 4 bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người mang thai hộ có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 5. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con. Điều 98. Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 1. Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế. 2. Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh kể từ thời điểm con được sinh ra. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 3. Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của luật này và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ. 4. Giữa sinh con ra từ việc mang thai hộ với các thành viên trong gia đình bên nhờ mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ theo quy định của luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. 5. Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con cho bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên mang thai hộ giao con. Điều 9 giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 1. Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mang thai hộ. 2. Trong trường hợp chưa giao đứa trẻ mà cả hai vợ chồng bên nhờ mang thai hộ chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì bên mang thai hộ có quyền nhận nuôi đứa trẻ, nếu bên mang thai hộ không nhận nuôi đứa trẻ thì việc giám hộ và cấp dưỡng đối với đứa trẻ được thực hiện theo quy định của luật này và bộ luật dân sự. Điều 100. Xử lý hành vi vi phạm về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ. Các bên trong quan hệ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mang thai hộ vi phạm điều kiện, quyền, nghĩa vụ được quy định tại luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự. Điều 101. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha mẹ con. 1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha mẹ con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp. 2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha mẹ con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha mẹ con đã chết và trường hợp quy định tại điều 92 của luật này. Quyết định của tòa án về xác định cha mẹ con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Các bên trong quan hệ xác định cha mẹ con, cá nhân, cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Điều 102 Người có quyền yêu cầu xác định cha mẹ con. 1. Cha mẹ con đã thành niên, không bị mất năng lực hành vi dân sự có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch xác định con cha mẹ cho mình trong trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 101 của luật này. 2. Cha mẹ con theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án xác định con cha mẹ cho mình trong trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 101 của luật này. 3. Cá nhân, cơ quan tổ chức sau đây theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, xác định con cho cha, mẹ chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 101 của luật này. A. Cha, mẹ con, người giám hộ. B. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình. C. Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em. D. Hội Liên hiệp Phụ nữ. Chương 6. Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình. Điều 103. Quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình. 1. Các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau, quyền lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản của các thành viên trong gia đình quy định tại luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được pháp luật bảo vệ. 2. Trong trường hợp sống chung thì các thành viên gia đình có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động tạo thu nhập, đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản khác để duy trì đời sống chung của gia đình phù hợp với khả năng thực tế của mình. 3. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng tham gia vào việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Điều 104. Quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu. 1. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. Trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình và không có người nuôi dưỡng theo quy định tại điều 105 của luật này thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu. 2. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc cụ dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại, trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Điều 105. Quyền nghĩa vụ của anh chị em. Anh chị em có quyền nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau, có quyền nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có đủ điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. Điều 106 quyền nghĩa vụ của cô dì chú cậu bác ruột và cháu ruột. Cô dì chú cậu bác ruột và cháu ruột có quyền, nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau, có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp người cần được nuôi dưỡng không còn cha, mẹ, con và những người được quy định tại điều 104 và 105 của luật này hoặc còn nhưng những người này không có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. Chương 7, cấp dưỡng Điều 107. Nghĩa vụ cấp dưỡng. 1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con, giữa anh chị em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa cô dì, chú cậu, bác ruột và cháu ruột, giữa vợ và chồng theo quy định của luật này. Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. 2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan tổ chức được quy định tại điều 109 của luật này, tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của luật này. Điều 108. Một người cấp dưỡng cho nhiều người trong trường hợp một người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhiều người thì người cấp dưỡng và những người được cấp dưỡng thỏa thuận với nhau về phương thức và mức độ cấp dưỡng phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của những người được cấp dưỡng, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 109. Nhiều người cùng cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người trong trường hợp nhiều người cùng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người thì những người này thỏa thuận với nhau về phương thức và mức đóng góp phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của mỗi người và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con Cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con. Điều 111. Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ. Con đã thành niên không sống chung với cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ trong trường hợp cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Điều 112, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh chị em. Trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con thì anh chị đã thành niên không sống chung với em có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình, hoặc em đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Em đã thành niên không sống chung với anh, chị có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh, chị không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Điều 113. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu. 1. Ông bà nội Ông bà ngoại không sống chung với cháu có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người cấp dưỡng theo quy định tại điều 112 của luật này. 2. Cháu đã thành niên không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông bà nội, ông bà ngoại trong trường hợp ông bà không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật này. Điều 114. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô dì, chú cậu, bác ruột và cháu ruột. 1. Cô dì, chú cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật này. 2 cháu đã thành niên không sống chung với cô, dì, chú, cậu, bác ruột, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cô, dì, chú, cậu, bác ruột trong trường hợp người cần được cấp dưỡng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật này. Điều 115. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn. Khi ly hôn, nếu bên khó khăn túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình. Điều 116, mức cấp dưỡng. 1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. 2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi, việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 117, phương thức cấp dưỡng. Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 118. Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng. Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây. 1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình. 2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi. 3. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng. 4. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết. 5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn. 6. Trường hợp khác theo quy định của luật. Điều 119. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. 1. Người được cấp dưỡng cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. 2. Cá nhân, cơ quan tổ chức sau đây theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Người có thân thích, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ. 3. Cá nhân, cơ quan tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 điều này yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Điều 120. Khuyến khích việc hỗ trợ của tổ chức cá nhân, nhà nước và xã hội khuyến khích tổ chức cá nhân trợ giúp bằng tiền hoặc tài sản khác cho gia đình cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn túng thiếu. Chương 8. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Điều 121. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình với công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam có các quyền, nghĩa vụ như công dân Việt Nam trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. 3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế. 4. Chính phủ quy định chi tiết về việc giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của các bên và bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 5 của luật này. Điều 122 Áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1. Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trừ trường hợp luật này có quy định khác. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 2. Trong trường hợp luật này, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng nếu việc áp dụng đó không trái với nguyên tắc cơ bản được quy định tại điều 2 của luật này. Trong trường hợp pháp luật nước ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam. 3 trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng. Điều 123. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch liên quan đến các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 2. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại tòa án được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 3. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Điều 124. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Điều 125. Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình. 1 Việc công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 2. Chính phủ quy định việc ghi vào sổ hộ tịch các việc về hôn nhân và gia đình theo bản án, quyết định của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam, quyết định về hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài. Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài. 1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của luật này về điều kiện kết hôn. 2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của luật này về điều kiện kết hôn. Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài. 1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của luật này. 2. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng. Nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam. 3. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. Điều 128 xác định cha mẹ con có yếu tố nước ngoài. 1. Cơ quan đăng ký hộ tịch Việt Nam có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha mẹ con mà không có tranh chấp giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 2 Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết việc xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 2, điều 88, điều 89, điều 90, khoản 1, khoản 5, điều 97 và khoản 3, khoản 5, điều 98 và điều 99 của luật này. Các trường hợp khác có tranh chấp. Điều 129. Nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài. 1. Nghĩa vụ cấp dưỡng tuân theo pháp luật của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng cư trú, trường hợp người yêu cầu cấp dưỡng không có nơi cư trú tại Việt Nam thì áp dụng pháp luật của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng là công dân. 2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu cấp dưỡng của người quy định tại khoản 1 điều này là cơ quan của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng cư trú. Điều 130 áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận giải quyết hậu quả của việc nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp có yêu cầu giải quyết việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận quan hệ nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam áp dụng các quy định của luật này và các luật khác có liên quan của Việt Nam để giải quyết Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 131. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trước ngày luật này có hiệu lực thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm xác lập để giải quyết. 2. Đối với vụ việc về hôn nhân và gia đình do tòa án thụ lý trước ngày luật này có hiệu lực mà chưa được giải quyết thì áp dụng thủ tục theo quy định của luật này. 3 không áp dụng luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc mà tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình trước ngày luật này có hiệu lực. Điều 132. Hiệu lực thi hành Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Luật hôn nhân và gia đình số 22 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực. Điều 133. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Chính phủ quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014. và đến đây chương trình tuyên truyền pháp luật của trung tâm văn hóa truyền thanh truyền hình huyện mường ảng xin phép được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe